Chào các bác, đây là cái hộp hàng của bác Hoàng ở Hà Tĩnh, số điện thoại cuối 338. Gửi cho em, cứ gửi khá là cao, 77.000. Chắc bác đây này, ghi còn bảo hiểm, khai giá, đồng kiếm, phát tận tay, phí xăng dầu. Các bác lưu ý, các bác chỉ cần ghi là đồng hồ hỏng, gửi đi sửa, trị giá thì có 150.000 thôi. Thì nó, cước của nó sẽ rẻ đi rất nhiều ngay, không phải 77 đâu mà chắc tầm khoảng 20 cùng thôi. Nên các bác cũng lưu ý cho em nhé. Em đã dặn đi dặn lại rồi nhưng mà bác không nghe. Em sẽ mở cái hộp đồng hồ của bác ấy. Đó. Các bác thì đồng hồ viết thư, một cái đồng hồ nữ. Đó, thậm chí là bị đứt dây các bác ạ. Đây. Kỳ Anh Nghệ Hà Tĩnh. Bị gãy núm chỉnh giờ. Gãy núm chỉnh giờ. Đó. Núm chỉnh giờ. Giờ đồng hồ bị chậm. Hiện tại không 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 chạy nhé. Hiện tại em thấy không không đang không không chạy. À, và thêm đốt phần quai này, phần quai không hiểu sao lại bị hỏng rồi các bạn. Ba cái đang chế vào đây. Đấy, kiểu gì mà lại hỏng được cái này. Đấy, trường hợp thì rất là lạ. Đó. Đây, em sẽ xem qua cái Zalo của bác ấy. Đây là cái Zalo của bác ấy. Vũ Hoàng này. Khi cây nó chỉnh giờ hôm qua em có đi sửa cho mà họ mở phía đằng sau cái này đi chặt quả đấy đi gây có gây Sửa hại hết cái quái này rồi. Đấy, sửa hết rồi các bạn. chứ trong hoàn chỉ gây ra cái nút nút chỉnh giờ này thôi. Đấy. Thì xin thưa bác là thợ không tháo được chốt gãy nên em bảo lắp vào. Đấy, không tháo được cái này ra, không tháo được cái nắp đáy này ra. Và chốt thì gãy. Chốt thì gãy. Tai cũng hỏng. Giờ chạy bị chậm nữa. Đấy, thì em bảo là bác yêu cầu thợ làm đèn nhá. Đó. Thì bảo hôm qua em cũng có cãi nhau với người ta vì tháo làm gãy quai, tháo ra xong em bảo lắp vào em đưa về. Đấy, thì em bảo là thì bác cứ ra bảo với người ta là phải yêu cầu bắt đèn nếu mà làm hỏng là điều đương nhiên rồi đúng không ạ. Bác ấy nói là vì anh thợ đó là bạn với anh trai em nên không muốn làm ầm lên. Đấy, anh xem có sửa được không. Đấy, và em gửi cho anh xem giá cả như thế nào. Đấy, cảm ơn. Đấy, thì là cuối cùng em cũng nhận được cái đồng hồ này. Như là cái tai của nó, cái dây của nó không hiểu sao lại bị như này nhỉ, chắc là do thợ tháo nên là bị hỏng này. Chứ bình thường nó không hỏng cái này đâu. Đấy, cứ chắc chắn với cái bác như thế. Hỏng hỏng cả hai bên thì các bác. Đấy, và cái nắp đáy này tét toe này. Đấy, và con này con đồng hồ cơ nữ này khó làm lắm đấy. Nếu không 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 quen làm không làm ở đâu nó thực các bác thế. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra phần tự động. Đồng hồ này. Đồng hồ máy rất là nhiều bèo nhỏ bé. Bác nhìn thấy chỉ bằng cái ngón tay cái đấy. Cơ tự động đấy. Con này xin thưa với các bác không làm được những con đồng hồ cơ to kia thì con nhỏ này máy siêu nhỏ này không thể làm được. Nói thực với các bác thế. Rồi em sẽ kiểm tra cái phần con của nó. Rồi phần con của nó vẫn bình thường các bác nhé. À, phần tự động của nó vẫn bình thường, em nói nhầm. Ừ. Còn tóc của nó hiện tại em thấy nó không chạy đâu. Đó, hiện tại đưa cho em không chạy này. À, vẫn đang chạy. Nhưng mà không hiểu sao lại gãy được cái núm này, tài thật. Chắc là bác ấy muốn tháo ra nhưng mà gãy bên này nhá, gãy bên trong này thì các bác nhá. Gãy này là phải thay cái núm khác này. Thay núm khác. Ti thì chắc là phải một là thay, hai là nối lại đấy. Nhưng mà đây đây tháo ra các bác xem đây này, nó gãy này đấy, cái ti này các bác đó.
Vậy thì cái đồng hồ với cái ti này thì phải nối lại ti cho nó dài đã. Sau đó mình mới có thể nối cho nó dài tí ra. Rồi rồi bắt đầu mới xử lý tiếp. Đấy, đây, nó vẫn chạy. Những cái con này mà chỉ cần không biết làm là hỏng tóc ngay lập tức này, các bác này. Hỏng tóc ngay. Đó. Con này máy máy xịn Nhật ấy. Thử đóng vào xem nào, không hiểu sao nữa bác ấy. Cọt còn rất, rất là căng các bác nhé. Đây, và kim em đang thấy này các bác, kim này đang đang không 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 đúng vị trí của nó này, cái kim đang bị vỏng lên một tí này. Đấy, kim dây. Rồi. Senko là máy xịn đấy. Máy Nhật xịn này. Đây khoảng hơn 20 năm trước em đã làm con này rồi. Hơn 25 năm trước em đã làm cái con này, đúng con này luôn. Hiện đấy, em sẽ kiểm tra đến cái phần tóc của nó. Con này ốc nó rất là bé nên là mình phải dùng cái tua vít bé nhất để tháo. Đó. Nên ốc của nó cũng rất là bé các bác. Các bác không quen thì các bác phải tháo phần tự động này ra nhé. Em ít khi em tháo nó ra lắm. Bởi vì em nghiêng này thì tự động nó không thể chém được vào tóc. Đó. Đấy, con này ngựa đá rất yếu các bác nhé. Đây này, gần như không đá luôn đây này. Đấy, gần như không đá luôn. Đấy, gần như không đá luôn. Đây, mình chạm đến tóc của nó. Đấy, các bác thấy tóc nó bé tí này. Tóc này cũng cũng không ổn, em thấy tóc thì cũng không ổn luôn, chứ chưa nói đi đến phần máy. Đó. Tóc này đong đưa cũng không ổn này này. Đó, các bạn thấy nó đong đưa nó kém này đúng không? Đó. Rồi tạm thời em sẽ cái này chắc phải tháo tung ra các bác ạ. Con này chắc phải tháo tung ra rồi. Để xem nó bị làm sao. Em sẽ tháo con ngựa này ra. Ốc rất là bé. Đấy, giờ bây giờ em sẽ xả cót nhé. Không xả được cót này các bác. Đấy, tháo ngựa ra rồi nhưng mà không xả được cót nhé. Đấy, tháo ngựa ra rồi mà không xả được cót. Cót vẫn không bó máy. Đó. Mà có còn rất là căng nhé. À.
Không được, em di mãi mà vẫn không được. Vậy thì phải xả cót ra thôi. Đây, bây giờ thì em phải nhả cái cót ra. Đây, có cái zip cót này các bác này. Thế con em sẽ nhả hết cót ra nhé. Đấy, nhả hết cót ra. Cái này là cái zip cót đấy. Nhả hết cót ra và bây giờ phải tháo tung ra để kiểm tra tiếp bên trong. Chào các bác. Đấy, bằng ngón tay cái đây, thậm chí còn bé hơn. À.